không phải Sơn Tùng, Mỹ Tâm mới là ca sĩ có nhiều lượt đăng ký nhất trên kênh YouTube Việt Nam. Một lần nữa, Mỹ Tâm chứng tỏ đẳng cấp đàn chị khi cô có nhiều lượt đăng ký nhất trên kênh YouTube Việt Nam còn nhiều hơn cả Sơn Tùng MTP. Trước nay, lượt đăng ký kênh YouTube đa số đều sẽ hiển thị thông số. Tuy nhiên, có một vài nghệ sĩ vẫn ẩn thông số này. Có thể họ không muốn bị so sánh với các kênh khác. Mỹ Tâm chính là một trong số đó. Dù kênh YouTube đã lập gần 7 năm, nhưng số lượng người đăng ký vẫn là một ẩn số. Thông số kênh YouTube của Mỹ Tâm bất ngờ bị lộ. Không biết vì nguyên nhân gì mà tối ngày 25 tháng 3, thông số đăng ký trên kênh YouTube của Mỹ Tâm bất ngờ bị lộ và một sự thật về lượt đăng ký xuất hiện. Cụ thể, con số hiển thị trên kênh YouTube của Mỹ Tâm là 6,86 triệu lượt đăng ký. Điều đáng nói là con số đăng ký kênh YouTube cao hơn Sơn Tùng MTP. Nam ca sĩ được xem là người đang giữ vị trí quán quân hiện tại của làng nhạc Việt về lượt đăng ký khi giữ 6,06 triệu lượt. Con số này đồng nghĩa với việc không phải Sơn Tùng mà Mỹ Tâm mới là ca sĩ Việt có lượng đăng ký kênh YouTube cao nhất hiện nay. Trước nay, Mỹ Tâm luôn là một người kín tiếng về tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện tình cảm và trong âm nhạc. Nữ ca sĩ cũng không quảng bá rầm rộ, nhưng luôn mang đến những ca khúc chất lượng. Gần 7 năm ra mắt, kênh YouTube của Mỹ Tâm đã có rất nhiều bài hát gắn liền với tên tuổi như Chuyện chưa chưa bắt đầu, muộn màng là từ lúc, Người hãy quên em đi, đừng hỏi em. Kênh YouTube của Mỹ Tâm được lập ra vào ngày 20 tháng 11 năm 2013. Dù chưa bao giờ hé lộ về lượt đăng ký trong nhiều năm qua, nhưng thời điểm hiện tại khán giả đã rõ. Mỹ Tâm mới chính là ca sĩ Việt có lượt đăng ký kênh cao nhất. Dù kín tiếng và không muốn bị so sánh, nhưng thời điểm này kênh YouTube của Mỹ Tâm vẫn có con số đăng ký cao nhất. Điều này càng chứng tỏ, gừng càng già càng cay, Mỹ Tâm xứng đáng làm bậc đàn chị của showbiz, hoạt động bao nhiêu năm vẫn giữ được sức hút của riêng mình.